Bùi Tiến Dũng lộ vết sẹo dài ngang chân mày, Khánh Linh phân trần, em mới là người ăn bám chồng. Chuyện tình cảm của trung vệ Bùi Tiến Dũng và bà xã Nguyễn Khánh Linh vẫn khiến cộng đồng mạng bàn tán vì quá drama. Mới đây, trung vệ Bùi Tiến Dũng khiến người hâm mộ lo lắng vì xuất hiện cùng một vết sẹo dài trên mặt trong ngày đội tuyển Việt Nam thi đấu giao hữu với đội tuyển Syria ở sân vận động Thiên Trường, Nam Định. Vết sẹo lồi lên, nhìn rõ mồn một với độ dài khoảng 5cm, nằm cắt ngang chân mày trái của cầu thủ sinh năm 1995. Tiến Dũng cũng từ đó được anh em đồng đội gọi với biệt danh mới, anh Dũng Sẹo. Vết sẹo ấy đến từ vết thương mà Tiến Dũng gặp phải hồi đầu tháng 6 năm 2023. Ngày lên hội quân đội tuyển Việt Nam, Tiến Dũng phải dán Ugo ở gần mắt trái để ra sân tập luyện. Có người cho rằng vết thương của Tiến Dũng là do sự cố khi tập luyện và thi đấu. Tuy nhiên, thời điểm nó xuất hiện lại trùng với ngày Tiến Dũng và bà xã Khánh Linh dính nghi vấn lục đục gia đình. Trước đó, ngày 6 tháng 6, trên Facebook cá nhân của nàng VAJ Khánh Linh, vợ trung vệ Bùi Tiến Dũng xuất hiện dòng trạng thái mắng chồng tệ bạc, không xứng đáng làm bố. Phía Tiến Dũng đã giải thích rằng Facebook của Khánh Linh bị hacker xâm nhập và đăng tải nội dung tiêu cực. Tuy nhiên, dân mạng lại soi ra việc bà Trần Cẩm Thơ, mẹ ruột của Khánh Linh, cũng đăng story ẩn ý trùng thời điểm, khiến nghi vấn gia đình Bùi Tiến Dũng và Khánh Linh có lục đục càng lan truyền. Ba tuần sau sự việc trên, chiều ngày 27 tháng 6, bà xã Bùi Tiến Dũng mới chính thức lên tiếng đáp lại những đồn đoán của cư dân mạng. Cô phân trần về story ẩn ý của mẹ mình, không biết các chị nghĩ sao mà bảo mẹ vợ lên Facebook chửi con rể, thế nhà các chị có vậy không? Nhà em còn có anh trai chưa vợ, không ai quản nên đi chơi về muộn mẹ chửi hoài. Tiện ở đây, em tuyển vợ cho anh trai nè. Khánh Linh cũng khẳng định bản thân mới là người ăn bám chồng chứ không có chuyện Tiến Dũng nương nhờ nhà vợ giàu có. Chồng em là cây kiếm tiền chính để nuôi gia đình, nuôi vợ và hai con nên chẳng có chuyện chó chui gầm chạng như các chị tưởng tượng, vẽ ra. Em từ khi yêu đến giờ vẫn chỉ ở nhà ăn bám đây này, chị nào có công việc cho em theo với. Tiền ăn chồng vẫn phải cho chứ em vô công rồi nghề ngoài chồng ra có ai bao nuôi đâu. Hiện dân mạng vẫn đang dõi theo câu chuyện của vợ chồng Bùi Tiến Dũng qua những tương tác tranh cãi trên mạng xã hội. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.